Xin chào mừng quý vị quay trở lại với Tiếp Ca. Hồi xưa cái hồi mà tôi chưa biết lái, khi mà ngồi trên xe khách và chạy bon bon trên cao tốc thì tôi cứ nghĩ rằng là mỗi người một làn, mỗi bên một hướng như thế thì chạy đơn giản quá. Sau này khi mà trực tiếp cầm lái thì tôi mới nhận ra rằng là hóa ra không hẳn là như vậy. Đường cao tốc Việt Nam tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mà có lẽ là đến Thượng Đế cũng phải sợ. Cụ thể là gì thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm và bàn luận trong video ngày hôm nay. Và quý vị hộ kênh thì đừng quên bấm đăng ký và rung chuông để không bỏ lỡ khi chúng tôi có video mới. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ thì chúng tôi đang chuẩn bị nhập làn cao tốc. Cái đoạn nhập làn này được gọi là làn tăng tốc. Và khi mà chúng ta nhập làn thì chúng ta buộc phải tăng tốc, tạo cái tốc độ gần như là đồng tốc với các xe đang di chuyển tốc độ cao. Và cái mối nguy hiểm đầu tiên khi mà nhập làn đó chính là chúng ta đừng hy vọng các xe sẽ nhường đường. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ phải lựa cái khoảng thời gian, cái thời điểm thích hợp để chúng ta nhập làn cho an toàn. Nhưng mà cũng ở cái đoạn nhập làn thì trên cao tốc Việt Nam lại tiềm ẩn một cái nguy cơ còn nguy hiểm hơn nữa. Đó chính là những lái xe nhập làn theo kiểu đường nhà mình, tức là nhập làn và cắt rất nhiều làn khác ở bên trong. Và đã từng có rất nhiều những vụ va chạm xảy ra. Vì vậy mà tôi đã đúc kết ra một kinh nghiệm, đó chính là khi mà chúng ta chuẩn bị đến một cái đoạn nhập làn thì chúng ta phải hết sức cảnh giác. Và trong điều kiện mà tôi cảm thấy tôi đang di chuyển ở làn đường an toàn thì tôi sẽ bật xi nhan trái để di chuyển vào làn bên trong để nhường một làn cho xe nhập vào đường cao tốc. Tiếp theo là một nỗi kinh hoàng trên cao tốc Việt Nam mà chúng ta cũng đã từng chứng kiến rất nhiều vụ trong thời gian qua. Thực sự là chúng tôi không hiểu những con người này nghĩ gì, và chúng tôi tạm gọi đây là những con người dũng cảm nhất hành tinh. Và một điều kỳ lạ là rất nhiều người khi mà chạy ngược chiều trên cao tốc Việt Nam lại chạy ở cái làn tốc độ cao nhất. Và tôi tự rút ra một kinh nghiệm cho bản thân là chỉ khi nào mà tầm quan sát thực sự rất tốt thì tôi mới chạy ở làn tốc độ cao nhất. Còn nếu không thì tôi thường chạy ở làn giữa. Đặc biệt là khi chạy vào ban đêm hoặc là khi mà chạy qua những cái đoạn đường mà cao tốc uốn cong về bên tay trái và phía trước là bị khuất tầm nhìn. Thậm chí đã có lần tôi chạy trên đường cao tốc thì còn gặp một cái tình huống cũng nguy hiểm không kém. Đó chính là có những người nhặt ve chai. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy một người đang nhặt ve chai trên đường cao tốc. Đó, nguy hiểm chưa? Có những đoạn đường cao tốc mà đi qua một khu vực dân cư nào đó thì còn có tình trạng là người dân, người đi bộ băng qua đường cao tốc. Tiếp đó là một tình huống cũng nguy hiểm khủng khiếp mà chúng ta cũng gặp rất nhiều. Đó chính là dừng xe thiếu an toàn trên cao tốc. Thực ra thì có rất nhiều tình huống mà chúng ta buộc phải dừng xe. Ví dụ như là nổ lốp, hoặc là xe bị gặp sự cố, hoặc là vì một vấn đề gì đó. Tuy nhiên thì trên đường cao tốc Việt Nam mọi thứ đều có thể xảy ra. Thậm chí là chúng ta có thể gặp những tình huống mà có những người chỉ vì một lý do rất vô duyên cũng dừng trên cao tốc. Tôi đang nói đến một cái trường hợp mà có những người muốn thoát khỏi đường cao tốc ở một cái vị trí nào đó, nhưng mà khi đi qua cái vị trí đó thì họ nhận ra rằng là họ đi nhầm đường và họ dừng lại một cách vô tội vạ. Thậm chí là có những người còn lùi lại. Và cái tình huống này cũng đã gây ra khá nhiều những vụ va chạm. Và tôi lại rút ra một bài học cho bản thân mình, đó chính là ngay khi mà đến một cái điểm mà chuẩn bị thoát khỏi đường cao tốc thì chúng ta phải hết sức cảnh giác. Và khi mà chúng ta nhận thấy là khoảng cách giữa chúng ta và xe phía trước đang rút ngắn thì chúng ta phải chuẩn bị phanh ngay lập tức. Nhân đây thì tôi lại xin được chia sẻ quan điểm về việc sử dụng đèn vào ban đêm ở trên cao tốc. Ví dụ như là phía trước đường thông thoáng này và xe phía trước cùng làn di chuyển cách chúng ta khoảng 70m đến 100m trở lên thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng đèn chiếu xa. Còn nếu chúng ta di chuyển mà sát đuôi xe phía trước thì đương nhiên là chúng ta nên chuyển sang đèn chiếu gần. Khi mà chúng ta sử dụng đèn không hợp lý thì rất có thể có một cái sự cố bất ngờ trên cao tốc mà chúng ta không kịp quan sát và va chạm có thể xảy ra. Tình huống tiếp theo khi mà thoáng nhìn chúng ta tưởng là không nguy hiểm nhưng hóa ra là cũng rất nguy hiểm, đó chính là di chuyển tốc độ chậm nhưng mà lại cứ bám ở cái làn tốc độ cao nhất. Trên đường chúng ta có thể gặp rất nhiều những chiếc xe như vậy, di chuyển thì như rùa bò. Ví dụ như là làn tốc độ cao nhất cho phép là 100 hoặc 120 thì cứ bò tốc độ khoảng 65 đến 70, thậm chí là cùng lắm là 80, làm cản trở các phương tiện khác. Như vậy là các phương tiện khác khi mà muốn vượt thì phải đi một cái hình rích rắc. Lúc thì ở làn cao nhất rồi lúc thì lại phải chui vào làn giữa rồi lại chui ra. Cái tình huống đó không những là mất an toàn mà còn tạo ra cái sự ức chế cho người khác. Và chúng tôi đánh giá rằng những người mà di chuyển tốc độ chậm nhưng lại cứ bám ở làn tốc độ cao cũng là những người mà một tác nhân làm cho xã hội bị thụt lùi. Và nếu như chúng ta dùng một cái từ gọi là dân trí thấp thì có khi họ lại tự ái. Tình huống tiếp theo mà tôi cũng cảm thấy khá là lo sợ
đó chính là khi mà chúng ta đang di chuyển bình thường, đang thư thái, bỗng giật mình khi mà quan sát gương chiếu hậu bên trong, thấy một chiếc xe tải to lù lù bám sát phía sau. Không hiểu sao thì trên đường cao tốc Việt Nam có rất nhiều người có thói quen bám sát xe phía trước. Ví dụ như là chúng ta đang lái một chiếc xe du lịch, khi mà phanh từ 0 đến 100 km/h trở về 0, mất khoảng 30 đến 35 mét. Trong khi đó một chiếc xe tải cỡ lớn mà phanh từ 100 km/h trở về 0 thì quãng đường phanh phải gấp đôi như vậy. Như vậy là nếu như gặp một cái tình huống bất ngờ mà chúng ta buộc phải phanh gấp thì chắc chắn điều xấu nhất sẽ xảy ra, đó chính là tai nạn. Xe tải phía sau đâm vào chúng ta thì đương nhiên là họ sai. Thế nhưng mà cả hai bên đều thiệt hại và rất mất thời gian. Vì vậy ngay khi mà di chuyển trên đường mà tôi nhận thấy có một xe bám sát đuôi thì tôi sẽ bằng một cách nào đó để giải thoát cho bản thân mình. Có thể là thỉnh thoảng nhá phanh để cảnh báo, hoặc là chúng ta nếu như điều kiện an toàn cho phép thì chúng ta có thể tăng tốc lên. Tình huống tiếp theo nguy hiểm hơn rất nhiều và tôi luôn có cảm giác là dựng tóc gáy khi mà mình bị kẹp giữa hai xe tải. Tức là phía trước tôi là một xe tải và phía sau tiếp tục là một xe tải nữa. Tôi luôn đánh giá đây là một trong tình huống nguy hiểm nhất và đáng sợ nhất trên cao tốc Việt Nam. Và chúng ta cũng đã từng chứng kiến rất nhiều vụ tai nạn cực kỳ thương tâm khi mà xe con bị kẹp giữa hai xe tải. Và khi bị mắc vào cái tình huống này, tôi luôn luôn tìm cách để thoát khỏi một cách nhanh nhất có thể. Ví dụ như là nếu như điều kiện cho phép thì chúng ta có thể bật xi nhan và chuyển làn. Còn nếu như điều kiện không cho phép, ví dụ như là các xe đi quá đông mà không thể chuyển làn được, thì chúng ta buộc phải gia tăng khoảng cách với xe phía trước. Tình huống tiếp theo tôi mới chỉ gặp được một lần ở trên đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai. Còn những cái hình ảnh mà trên mạng thì nhìn thấy rất nhiều, đó chính là tình trạng xe đeo biển số giả. Thoáng nghe thì chúng ta tưởng rằng là những chiếc xe đeo biển số giả hoặc là sửa biển số đơn giản chỉ là những chiếc xe mà họ không muốn bị bắn tốc độ chẳng hạn, không muốn bị phạt nguội. Nhưng mà tôi vốn là một người gọi là một chút đa nghi. Và với những người mà đeo biển số giả hoặc là biển số bị chỉnh sửa thì tôi luôn luôn nghĩ rằng là đó có thể là một tội phạm, hoặc là họ có thể làm cái điều gì đó vi phạm pháp luật. Với những chiếc xe như vậy thì có thể là họ sẽ bất chấp tất cả, họ có thể là va quệt rồi bỏ chạy vân vân. Chính vì vậy mà ngay khi mà nhìn thấy những chiếc xe mà có biểu hiện bất thường, biển số bất thường, bị chỉnh sửa thì tôi luôn tìm cách là tránh xa. Tình huống tiếp theo tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ va chạm liên hoàn, đó chính là điền vào chỗ trống. Và điều này thì chắc hẳn là nhiều quý vị không còn lạ lẫm gì nữa rồi. Với những quý vị mà lái xe cẩn thận, khi mà lái xe trên cao tốc, chúng ta thường giữ khoảng cách an toàn ít nhất là 3 giây so với xe phía trước. Nhưng mà ngay khi giữ khoảng cách thì có xe khác chen vào giữa. Thực sự không hiểu nổi. Chỉ cần một xe phía trước phanh gấp thì tất cả sẽ bị dồn toa, tai nạn liên hoàn sẽ xảy ra. Và trong trường hợp này thì đôi khi chúng ta chấp nhận là hơi khó chịu một chút, nhưng mà lại phải giữ khoảng cách, chúng ta lại phải giảm tốc độ và phanh để giữ khoảng cách 3 giây so với xe phía trước. Một tình huống nữa cũng rất nguy hiểm, đó chính là khi mà chạy trên đường cao tốc hoặc là chạy trên đường hỗn hợp nữa, và chúng ta lại chạy song song với xe siêu trường siêu trọng. Đây cũng là một tình huống mà quá nguy hiểm và nguy cơ mất an toàn là rất cao. Và khi mà nguy cơ xảy ra va chạm thì chúng ta là người thiệt. Bởi vì là nhiều khi người lái xe tải không quan sát thấy chúng ta đâu, mà có thể họ chuyển làn hoặc là chuyển hướng. Và một kinh nghiệm nho nhỏ của tôi là nếu như bị rơi vào tình huống đi song song với xe siêu trường siêu trọng thì chúng ta cần phải nhanh chóng thoát khỏi cái tình huống này. Chúng ta có thể lùi lại hoặc là vượt hẳn lên, tuyệt đối không đi song song. Và tình huống cuối cùng theo đánh giá của chúng tôi đó chính là khi chúng ta chuẩn bị thoát khỏi đường cao tốc thì chúng ta cũng phải hết sức cảnh giác, bởi vì đôi khi không phải cứ thoát khỏi đường cao tốc là an toàn, bởi vì sẽ lại có những chiếc xe mà lái xe di chuyển thiếu ý thức chèn lên và cắt ngang đầu của chúng ta. Trong trường này thì cái hành vi cắt ngang đầu có thể chỉ giúp cho chiếc xe đó sớm hơn khoảng 2 giây so với xe phía sau. Chỉ khoảng 2 giây thôi nhưng mà mức độ nguy hiểm thì tăng lên rất nhiều. Và thực sự chúng ta đôi khi cũng không hiểu nổi là những người lái xe này họ đang nghĩ gì. Như vậy là chúng ta vừa mới cùng nhau theo dõi và trao đổi về những tình huống nguy hiểm trên đường cao tốc Việt Nam. Và một lần nữa thì tôi cũng xin được chia sẻ rằng là tôi không phải là một người lái xe quá dày dặn kinh nghiệm, cho nên là những chia sẻ vừa rồi có thể chưa đầy đủ. Chúng tôi rất mong muốn là những quý vị mà lái xe nhiều hơn, dày dặn kinh nghiệm hơn thì chúng ta cùng chia sẻ thêm để mọi người cùng tham khảo. Và quý vị xem đến giây phút này của video mà quên chưa bấm đăng ký thì
hãy bấm đăng ký và rung chuông để không bỏ lỡ khi chúng tôi có video mới, và cũng là nguồn động viên rất lớn đối với chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ Tiếp Ca. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.